Đây là thấy một dàn này là toàn là ăn tráng miệng nha, đủ thứ món hết, đếm mỗi thứ mỗi chút là đó là lý do tại sao ta nói trên dưới 5.000 món là vậy đó. Nồi cái này không là hơn 100 món rồi, thấy chưa? Bánh nè, có 2-3 loại bánh. Rồi thêm với lại nữa chè banana sauce. À ha. Thêm bánh là phải tự làm. Và tự làm thêm món này món kia nữa. Order họ làm giờ làm đó. Kem đủ loại. Cheesecake.